Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Minh Trí, 37 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm Solar về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2020, Huỳnh Minh Trí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm Solar, chuyên bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021, công ty của Trí gặp khó khăn về tài chính do Trí đầu tư chơi chứng khoán bị thua lỗ. Nhiều khoản tiền mua hàng trước đó nhưng chưa có tiền thanh toán cho người bán hàng. Vì muốn có tiền để trả nợ và sử dụng vào mục đích chơi chứng khoán, giao dịch bất động sản, nên Trí đã sử dụng thông tin cá nhân giả để đưa ra các lời kêu gọi, giới thiệu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời không có thật, gian dối trong việc đầu tư mua đất để thực hiện nhiều lần hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Minh Trí 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.